Đại Nghĩa xin chào bà con cô bác. Xin chào. Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau. Tuần này chúng ta lại cùng gặp gỡ MC Đại Nghĩa cùng ba cặp đôi dễ thương. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình hôm nay. Vợ tôi là số 1. Với những chia sẻ về lần gặp gỡ thú vị. Nếu mà anh đón được số nhà của em ở thì em gặp mặt anh. Những thử thách hấp dẫn. Được thì không nói cho biết em. Mình đi siêu thị hay mua đó anh. Cái trái nó màu tím. Màu tím, màu tím. Anh. Bà cầm cô Sáu mà kêu cái trái màu tím đó anh. Cùng những câu hỏi bất ngờ khó đỡ đến từ người dẫn chương trình hài hước. Cũng có nhiều lúc vợ hay la mắng con nhiều quá. Nên nhưng mà cái đó thì cũng có những cái đúng, không thấy cũng đáng yêu. Nhưng mà khi vợ la mình, vợ la mình có yêu không? Người vợ nào sẽ lộ ngược chồng thành công, mang về chiến thắng thuyết phục? Diễn biến hấp dẫn sẽ có ngay sau đây. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình hôm nay. Vợ tôi là số 1. Và thưa bà con, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những cái phần tranh tài rất là hấp dẫn, vui nhộn, dễ thương của các gia đình. Vậy hôm nay, người phụ nữ nào sẽ được ngồi trên chiếc cơm vàng? Chúng ta cùng chờ xem nha. Và bây giờ, chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào em. Dạ, chào anh. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Trần Thị Hoanh. Nghề nghiệp của em là kế toán và bên cạnh em là ông xã em. Tên là Phan Quý Đô, nghề nghiệp là quản lý. Hai vợ chồng em là cưới nhau được 7 năm, có được một bé gái năm nay 7 tuổi. Thì bé là đang theo nghệ thuật về người mẫu và nhảy hiện đại ạ. Em đã cho bé đi học từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, bé đi học từ năm 4 tuổi ạ. Mà em có ý định là sau này sẽ cho con theo nghệ thuật luôn không? Dạ, thì ví dụ sau này là bé lớn lên á, bé đam mê thì bé sẽ theo, chứ còn em mới quyết định được cái đó. Cảm ơn em. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2 đến từ Tiền Giang. Chào em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Hiện tại thì em đang ở nhà nội trợ vì có bé nhỏ. Bên cạnh em là ông xã em tên là Nguyễn Tấn Lực. Hiện tại ảnh đang là quản lý sản phẩm về bên mảng máy tính. Trước đây khi mà chưa có bé thì em làm công việc gì? Em làm bên du lịch khách sạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình có bé thì mình phải ở nhà mình làm nội trợ và chăm sóc con. Dạ. Bé mấy tháng rồi em? Em được hai bé, bé lớn thì 5 tuổi, còn bé nhỏ thì được 11 tháng. Cho nên là mình phải ở nhà mình chăm hai bé cũng mệt luôn ha. Dạ, đúng. Nhưng mà khi phải bỏ việc như vậy để nhà làm nội trợ em có buồn không? Thì cũng buồn, nhưng mà nhìn con được mình chăm sóc hàng ngày á, chu đáo thì mình cảm thấy rất là vui. Hai em trước đây quen nhau như thế nào? Tụi em á thì quen nhau qua mạng. Lúc mà còn em còn là sinh viên đó, ảnh cũng là sinh viên. Hồi đó em dở máy tính lắm nên em không có biết. Ảnh thì học bên ngành máy tính. Rồi em mới vô cái group đó, nhờ ảnh chuyển cho mấy cái đường link tìm tài liệu. Rồi sau này một thời gian nói chuyện cũng khoảng mấy tháng á, rồi ảnh mới ngỏ lời là muốn gặp mặt em. Em mới nói ảnh là thôi bây giờ anh, nếu mà anh đón được số nhà của em ở á, thì em gặp mặt anh. Sao gì mà khó như vậy? Vậy mà ảnh đón được, còn đón được trước nhà em đang ở hiện có một cái cây to nữa, mà đúng là trước nhà em có cái cây to. Cái này là ổng rình ổng em rồi. Rồi sau này có hỏi lý do tại sao ổng đoán được không? Em hỏi thì ổng nói tại vì anh đi anh thấy nhà nào thường cũng có trồng cái cây to trước nhà hết á. Coi như cái đó cũng là cái duyên. Cái duyên đó là của nhau rồi thì bây giờ chạy đằng nào cũng không thoát được cái trơn trọi đó. Cảm ơn em. Và bây giờ mình sẽ làm quen với gia đình số 3 đến từ Đồng Tháp. Chào em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Xin chào tất cả quý khán giả. Em tên là Thúy An, hiện là giáo viên. Còn đây là ông xã của em tên là Văn Tuấn, anh ấy công tác ở xã. Hồi đó mình quen nhau thế nào? Anh Tuấn công tác chung với cha của em. Anh vô nhà chơi rồi gặp em rồi bắt đầu anh nhắn tin trên Facebook với anh. Rồi hai đứa nói chuyện rồi trò chuyện. Bác có biết không nhỉ? Dạ không. Nhưng mà sau này khi mà ba biết thì chắc ba cũng ủng hộ mà đúng không? Dạ. Thế anh này công việc cũng ổn định. Dạ, với anh Tuấn hiền nữa. Dạ. Hiền lành, dễ thương cho nên là chịu luôn. Dạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Và đây là ba gia đình của ngày hôm nay. Mời mọi người về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Vòng này thì mỗi gia đình sẽ có 3 câu hỏi trắc nghiệm nha. Mà trùng khớp một câu thì mình sẽ có 500 điểm. Gia đình của Hoanh trước nè. Chủ đề thói quen. Sau khi cưới, ai thay đổi thói quen sống nhiều hơn?
chồng trung khớp. Câu số 2, thói quen xấu của chồng là gì? Chà, bộ nhiều quá em. Thấy ghi quá trời ghi luôn kìa. Chơi game, hút thuốc, nhậu. Trời đất ơi, hút thuốc, nhậu, chơi game, trùng khớp. Ông chơi game dữ lắm hả em? Dạ. Chơi game tới mấy giờ? Tầm 12 giờ khuya. Em chơi game gì? Trong giờ làm việc kinh doanh anh, thì mình có cái áp lực. Nên chơi những cái giờ mà mình rảnh rỗi thôi. Mà bỏ qua vụ đó, nói chứ bớt bớt lại. Còn vụ hút thuốc nhậu? Nhậu thì giờ là cũng bỏ bớt nhiều lắm anh. Càng bớt được nhiều thì càng tốt ha. Tiếp nha. Thói quen xấu nào của vợ lại khiến chồng thấy đáng yêu? Thói quen xấu nào của vợ mà khiến chồng thấy đáng yêu? La con, hay mắng con, trùng khớp. Ủa mà kỳ vậy, la con mà là thói quen xấu mà thấy đáng yêu là sao ta? Cũng có nhiều lúc vợ hay la mắng con nhiều quá. Nên nhưng mà cái đó thì cũng có những cái đúng. Nên cũng thấy cũng đáng yêu. Thấy yêu. Nhưng mà khi lỡ ra vợ la mình có yêu không? Cái nào đúng mình nghe nữa. Nhà mình ba câu trùng khớp, 1500 điểm. Gia đình tiếp theo, gia đình của Ngọc Nhung. Chủ đề chi tiêu. Những quy tắc chung trong việc chi tiêu của hai vợ chồng là gì? Vật dụng thì vợ quyết, mua sắm thì chồng quyết. Vậy là trùng khớp. Tiếp nha, câu số 2. Mua đồ giảm giá là sở thích của ai? Vợ trùng khớp. Chồng, khi thấy vợ mua đồ giảm giá vậy chắc là vui lắm hả? Nhiều lúc cũng tiếc lắm anh. Đâu, đồ giảm giá mà tiếc gì, còn hơn bả mua đồ nguyên giá. Nhưng mà vấn đề là bả mua nhiều quá. Có nhiều món nhiều khi cả năm trời không xài tới. Tâm lý phụ nữ là vậy đó. Dạ. Mê mua đồ rẻ mà nhiều khi mua không biết để làm gì á. Tâm lý của phụ nữ thôi, không cảm hiểu cho bả nghe. Câu số 3. Các khoản chi tiêu lớn trong nhà do ai quyết định? Chồng trùng khớp. Và nhà mình cũng có 3 câu trùng khớp, 1500 điểm. Gia đình số 3, gia đình của Thúy An. Chủ đề ngày nghỉ. Câu 1. Vợ hay chồng có ít ngày nghỉ trong năm hơn? Chồng, vợ không trùng khớp. Năm em có khoảng nhiêu ngày nghỉ An? Dạ, em nghỉ theo nhà nước đó anh. Còn em? 10 ngày. Không, vậy là em nói đúng. Đó. Dạ. Câu 2. Kỳ nghỉ ấn tượng nhất với hai vợ chồng là vào dịp gì? Lễ 30/4, 2/9, sinh nhật hay là Tết chẳng hạn? 30/4, lễ, trùng khớp. Câu số 3. Cả nhà thường tận dụng các ngày nghỉ để làm gì? Thường là trong những ngày nghỉ đó mình làm gì nè? Đi coi phim, đi ăn, đi nghe nhạc. Đi coi phim, qua ngoại, không trùng khớp. Nhà mình thì chỉ có 500 điểm thôi. Nhưng không sao, yên tâm. Mới có vòng đầu em, mình còn nhiều cơ hội để gỡ điểm lắm ha. Vậy là hai gia đình số 1 và số 2 các bạn sẽ được tiến xuống một ô. Đầu tiên là Hoanh nè. Dạ. Chọn ô bên nào? Em chọn bên phải. Mời em bên phải. Bên phải không có đèn. Tiếp theo mời Nhung. Em chọn bên phải ạ. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn. Và Nhung sẽ được một cái phần quà là một cái quạt máy. Điểm số của ba gia đình như sau. Gia đình của Trần Thị Hoanh 1500 điểm. Gia đình của Nhung 1500 điểm. Và gia đình của Thúy An 500 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai. Đồng lòng vượt khó. Thưa bà con, chúng ta đang ở vòng 2 đồng lòng vượt khó. Và hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thì hai người đã bị bịt mắt. Và chúng ta sẽ phải làm gì đây? Trước tiên chúng ta sẽ phải chọn xem coi cái trò chơi mà mình thực hiện trong cái vòng này là gì. Đây, mời bạn điện tử. Đây, trò chơi của chúng ta tên là phân loại trái cây. Có nghĩa là trong đây có trái cây, có các loại rau củ quả. Và các bạn sẽ phải phân loại nó bằng cách mỗi người tự tìm một loại trái, một loại củ quả nào đó. Và sau đó mình sẽ nói cho cái người còn lại bên kia, nhưng không được nói cái tên của cái loại đó ra. Sẵn sàng chưa các em? Dạ, sẵn sàng. Bắt đầu. Cái trái này á, là mình dùng để nấu canh mà. Nó màu xanh, nó khác chữ rợ. Được chưa anh? Dạ được rồi. Được rồi. Rồi, cái bỏ ra đây, 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 đây. Rồi, tiếp. Cái trái này khác với trái mướp mình để xào á. Được chưa anh? Khác trái mướp mà mình dùng để mình xào ăn á. Rồi, được rồi. Trái này dùng để xào ăn luôn, khác với trái mướp. Được chưa anh? Rồi, được rồi. Rồi, đây. Anh diễn tả đi. Dài hay ngắn? Nó dùng để nó nấu canh cũng được, mà nó xào cũng được.
khác với cái trái mà nấu canh với thịt bằm mà em nấu. Em được rồi. Cái trái này là hai chồng ở Đà Lạt anh, mà khác với chữ rợ. Trái giống như hồi nãy luôn anh. 10 giây. Giống như nãy luôn, trái xanh á. Nấu canh rồi xong. 5 4 giống như trái xanh luôn. 3 trái xanh luôn. 2 1 hết giờ. Ở đây trái nào của em cũng màu xanh hết trơn á, không có trái nào màu đỏ màu hường hết trơn cậu. Cái vụ đầu tiên hay. Rồi lựa ra hai trái bí, mặc dù cái lùng cái cao. 1 ha. Cặp bầu dính luôn vô không? Đó. Rồi là 1 2 rồi đó. Cặp này nữa nè. Cái này là gì biết không? Bí ngòi. Bí ngòi đúng rồi, là 3 nè, 4 nè. Đó, rồi tới cái vụ này là lên đường nè, đó. Được 4 cặp giống nhau. Cái sau đó đó cũng trái gì màu xanh nấu canh thịt bằm đó anh. Rồi hai trái này đều y chang nhau, nấu được hết. Cái trái gì cũng màu xanh đó anh. Rồi cặp này cũng sai, cặp này cũng sai. Mình được 1 2 3 4 cặp trùng khớp với nhau nha. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo là gia đình của An, hai vợ chồng cũng vậy nha. Bắt đầu. Anh ơi cái trái này. Ba hửa xong ba liền. Anh ơi cái trái này nó giống mình đi siêu thị hay mua đó anh. Đi siêu thị hay mua trái này. À, đi siêu thị hay mua trái này nè. Anh ơi trái này lúc trước nhà mình trước cây có một cái cây này nè anh, cha trồng đó. Trước cửa có hai cây mà cha đốn, làm xong cha đốn đó anh. Chưa ông họ chưa ra. Rồi. Nè nè, cái này trái này là mình đi siêu thị hay mua trái này nữa nè anh. Nó giống nãy đấy. Giống nãy đó. Nè nè, nè anh ơi. Đây. Rồi trái này là cái từ ông chưa mò xong. Chưa. Rồi. Rồi cái trái này là trước cửa mình trồng nữa nè, giống nãy đấy. Ôi, trái này cũng từ. Anh ơi, trái này trước cửa trồng nữa nè anh. Quá rồi. Rồi đây. Đây, trước cửa trồng rồi, nữa trước nè. Trước cửa trồng nữa nè. Trái đó nữa đó. Trái đó nữa đó. Trái này đi siêu thị mua nữa nè. Trước cửa xong rồi tới này đi siêu thị hay mua này. Đi siêu thị hay mua. Ơi siêu thị mua nữa nè. Rồi siêu thị mua nữa, siêu thị mua hoài vậy. Rồi. Đi siêu thị mua hay mua đó anh. Đó, siêu thị hay mua nữa nè, đó. Cái trái này nó giống như trái bơm nhưng mà không phải trái bơm nha. Nó chua chua. 5 4 Ok, rồi thêm 3, một trái nữa là trước cửa nhà mình. 2, trước cửa nhà mình nè, trước cửa nhà mình. 1 Trước cửa nhà mình. Rồi, đưa đây, hết giờ. Mỗi lần mà vợ em nói chứ cái trái mà hai vợ chồng mình đi siêu thị hay mua đó là trật lất nha. Còn lại trời ơi trúng nhiều nha, ngon lành nha. Trước cửa nhà mình hay trồng hồi đó có hai cây em. Ổi 1 2 3 4 5 6 7 cặp luôn, 7 cặp giống nhau luôn. Mà cái điều mò hơi chậm. Xin mời gia đình còn lại. Tiếp theo là gia đình của Hoanh. Cái cặp trước mình ta được tới 7 cặp lần đó, giờ mình muốn thắng ta ít nhất cũng phải 8 cặp nha. Chuẩn bị bắt đầu. Anh cái trái gì mà hay xào á, ăn nó mát. Đổi trái khác rồi kìa. Nói đi. Trái gì mà ăn mát á anh? Được chưa anh? Rồi. Cái tủ gì mà hay xào á? Tủ màu xanh á. Tên của con anh Trường á. Thằng Cu á. Tên của thằng Cu con anh Trường á. Rồi. Cái trái gì mà ăn mát á anh? Được chưa anh? Rồi. Tiếp đi. Cái trái gì mà ăn mát á anh? Trường á, tên con anh Trường á. Chồng chưa mò ra cái trái ăn cho mát. Rồi. Trái ăn mát. Rồi tên con anh Trường. Cái trái tên con anh Trường á anh. Trái tên con anh Trường. Rồi. Mày cái nhờ. Trái giống vậy luôn á. Tên con anh Trường luôn hả? Dạ. Rồi. Cái trái nó màu tím á anh. Được chưa anh? Trái màu tím trái gì? Hay nấu canh đó. Trái đó mát không? Dạ mát. Mát luôn. Rồi. Rồi cái trái mà ăn hay mát á. Có không? Có rồi. Trái ăn mát lựa đi, lựa đi. Rồi, lựa rồi, đưa đây. Rồi. 5 Cái trái mà 4, xào á, tên con anh Trường á. 3 2 1 Hết giờ. Thằng bé con anh Trường tên gì em? Su Hào. À đây, Su Hào. Mà vui nhất là cái trái gì ăn mát đó. Củ sắn bà đưa lên bà mò bà kêu cũng ăn mát. Rồi củ dền bà đưa lên bà cũng kêu ăn mát. Rồi bà cầm củ sắn bà kêu cái trái màu tím đó anh. Có hồn nhiên nghe không? Đó. Nhờ vậy đó mà hai cái vụ mà ăn mát là bỏ nè. Đó, ba cái đều trơn sai hết trơn rồi.
1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp. Kết thúc vòng thi vừa rồi thì gia đình mà chọn được 7 cặp trùng khớp với nhau, đó là gia đình của Thúy An 2.000 điểm. Gia đình của Hoanh được 6 cặp 1.500 điểm. Gia đình của Nhung được 4 cặp được 1.000 điểm. Mời em được tiến xuống một bước. Dạ em chọn ngôi bên phải à. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn. Và An xin em được một phần quà tặng là một cái bếp từ. À thấy không An, nãy em nói mà vòng 1 chưa là gì hết, mới vòng 2 thôi mà mình đã sang bằng điểm số của mình với gia đình số 2 rồi. Bây giờ sẽ là cái chặng nước rút, chặng cuối cùng để quyết định xem coi hai gia đình nào bước vào vòng đặc biệt. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, tâm đầu ý hợp. Chúng ta đã đến với vòng tâm đầu ý hợp và gia đình của An sẽ thi trước. Mời em nhìn lên màn hình. Đó là phần quà của nhà tài trợ shop chủ đề mối quan hệ. Bắt đầu. Anh ơi, anh Tấn là gì của em? Trong công việc á, anh Tấn là gì của em? Đội phó. Không, đi dạy chung với nhau gọi là gì? Giáo viên. Đi dạy chung với nhau cùng là giáo viên gọi là gì? Đồng nghiệp. Dạ đúng ạ. Em với bé Hương ở ngoài Hà Nội là gì với nhau? Ví dụ khi mà gặp một người nào đó. Bắt viên hả? Không. À ví dụ em gặp bé Hương đi, bắt tay như vậy, bé Hương là cái gì với em? Xã giao. À dạ đúng ạ. Okay. Cái từ này có ba chữ nha. Em với bạn em như thế nào? Giống tuổi với nhau. Vàng, bạc, rồi tới cái gì anh? Vàng, đồng. Bạc. Dạ, rồi đó, rồi tiếp đi. Giống với từ thứ hai đi. Đồng. Dạ. Ví dụ giữa hai cái xí nghiệp với nhau, họ là cái gì với nhau? Họ là cái gì hai đối cái? Dạ đúng rồi. Okay. Chứ đó, với người lớn thì em chạm hỏi, còn người bé thì em yêu thương cho bánh này kia, như vậy là cái gì bốn từ? Đeo cái gì anh? Nếu mà bị cận thì đeo cái gì? Kính. Ai gọi là đó họ? Phương, bạn Phương là cái gì với em? À, vàng bạc là tới cái gì? Đồng nghiệp. Ba từ. Đồng gì á? Ba từ. Đồng gì? Đồng gì? Nghĩa gì? Nếu như mà mình chân lứa, ông xã đoán không ra đó, mình chia cái từ đó ra. Mình đoán được ba từ khóa, 1.500 điểm. Tiếp theo sẽ là gia đình của Hoanh. Gia đình này thì ông xã sẽ là người diễn tả để cho Hoanh trả lời. Dạ. Mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề nơi ở. Bắt đầu. Câu này có hai từ. Đi làm. Đi làm gọi là cái gì? Công nhân. À, rồi chúng cái từ đầu. Đêm, ngày. Cái gì đêm, cái gì ngày. Mình gọi là cái gì? Bỏ qua. Có ba từ. Những người mà mướn nơi ở á. Người thuê trọ. Phía trước. Nhà mặt tiền. Ở đây ra em được mình mua rồi. Cái gì á, mình mua vào trong nhà mình á thì trang trí cửa phòng nè, rồi mình trang trí phòng khách, phòng ngủ hay gì đó, gọi là cái gì? Trang. Bỏ qua đi. Mình trang trí, mình trang trí mà mình mua cái gì về mình trang trí thì cái đó gọi là cái gì? Trang trí gì? Trang trí nội thất. Nội thất. Đúng rồi. Thường thường mình về với nội chơi á. Không gian rộng vậy là gọi là gì? Sân. Rồi đúng. Sân rộng. Không. Sân vừa. Đúng rồi. Ngày rồi cái gì dùng? Đêm. Tới đêm mình gọi là gì? Khuya. Không, đêm. Trước cái từ đó. Trước đó. Cái từ đêm là gì? Dùng hai từ. Thôi diễn tả cái đó là cái gì đi, cái vị trí đó là cái gì? Cái vị trí đó nằm ở phía trước á. Phía trước á. Ban công hả? Đúng rồi. Hay không, đơn giản hết sức. Cái này có bốn từ. Mình vô trong á. Hết chưa? Có những cái từ thiệt ra mình không cần phải tách từ để làm gì hết trơn, mình chỉ cần mình diễn tả vị trí của cái đó hoặc là hình dáng của nó là người ta đoán ra ngay. Đúng không? Bốn từ, 2.000 điểm. Cuối cùng sẽ là gia đình của Nhung. Nhung sẽ là người diễn tả để ông xã trả lời nha. Mời em nhìn lên màn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ shop phần quà dành cho em. Chủ đề hàng hóa. Bắt đầu. À cái này mình hay đi siêu thị mua cái gì giảm giá, hàng giảm giá là gọi cái gì? Hay là tặng kèm á? Khuyến mãi. Đúng rồi. Rồi khi mình bán hàng mà mình muốn bán được nhiều thì mình phải làm sao để truyền thông được ra ngoài á, gọi là gì? Quảng cáo. Đúng rồi. Hai từ nha. Shop là cái gì của cái xà bông? Thương hiệu. Hiệu đúng rồi, ở trước. Nhãn hiệu. Đúng rồi. Rồi anh là ví dụ như Hải Thiên là cái gì của cái công ty kia? Nhà phân phối. Đúng rồi. Anh là nút là cái gì? Sản phẩm. Rồi chỉ duy nhất thôi. Chỉ duy nhất độc thôi. Độc quyền. Bốn từ. Sản phẩm độc quyền. Làm như trúng tủ hay sao á. Hôm nay ông Dân làm việc kinh doanh làm hàng điện tử em. Đó hàng chi. Nói mấy cái vụ mà nhà phân phối rồi sản phẩm độc quyền, nhãn hiệu, quảng cáo, khuyến mãi gì.
ông nắm trong tầm tay, hèn chi ngon lành luôn mà đã vậy giải mã được những từ khóa này còn dưới 1 phút nữa nha quý vị, có nghĩa là được cộng thêm 1.000 điểm. Chúc mừng gia đình của em. Rồi, mời các bạn về chỗ. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình của Nhung là gia đình có điểm số cao nhất, cho nên đã được tiến xuống một ô. Mời em. Em chọn ô mà bên trái ạ. À, bên trái có đèn. Và gia đình Nhung sẽ nhận được sản phẩm là một cái nồi chiên không dầu. Gia đình của Hoanh 5.000 điểm, gia đình của Nhung 6.000 điểm và gia đình Thủy An 4.000 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay với gia đình Thủy An tại đây. Các em sẽ ra về với giải thưởng là 4 triệu đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt. Nhanh tay đáp lẹ. Thưa bà con, đây là vòng thi thứ 4, nhanh tay đáp lẹ. Ở vòng này chúng ta có 5 câu hỏi. Câu số 1, mẹo nhà bếp, Hoanh cược nhiêu nào? Dạ, em cược 1.000 điểm ạ. À. Nhung? Em cũng cược 1.000 điểm. 1.000. Gạo có tác dụng giúp muối không bị vón cục khi bảo quản lâu ngày, đúng hay sai? Mời Nhung. Dạ, thưa anh là đúng. Đây là đáp án chính xác. Gạo có khả năng hút ẩm nên khi cho một ít gạo vào hũ đựng muối sẽ giúp muối hạn chế bị vón cục khi độ ẩm tăng cao. Câu số 2, chủ đề sức khỏe. Em cược 1.000 điểm. Hoàng. Dạ, em cũng cược 1.000 điểm. Sốt và xuất huyết có phải đều là biểu hiện đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết hay không? Mời Nhung. Dạ, thưa anh là không. Đây là đáp án chính xác. Sốt xuất huyết là loại dịch bệnh thường gặp vào thời điểm mùa mưa, thời tiết nóng ẩm. Sốt cao là triệu chứng đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, xuất huyết thì không phải là triệu chứng có ở tất cả người bệnh. Trong trường hợp không có dấu hiệu xuất huyết, sốt do sốt xuất huyết đôi khi bị nhầm lẫn với triệu chứng sốt do các bệnh khác. Vì vậy, ba mẹ không nên chủ quan với tình trạng sốt của trẻ và nên có sự thăm khám kịp thời để phát hiện đúng bệnh và điều trị đúng cách cho trẻ nhé. Câu số 3. Em cược 1.000 điểm. Hoanh. Dạ, em cũng 1.000. Gốc, ngọn, thân, phần nào của măng tây chứa nhiều dinh dưỡng nhất? Mời Hoanh. Dạ, phần ngọn. Đây là đáp án chính xác. Măng tây chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, chất xơ, chất béo và các khoáng chất khác. Tuy nhiên, so với phần thân và gốc thì phần ngọn của măng tây chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn cả nha. Câu này các em có thể đặt cược phân nửa nếu muốn. Dạ, em cược 2.000. Còn Nhung sao em? Em theo chị luôn, 2.000. Các em sẽ viết cái đáp án của mình vào cái tấm bảng này. Ai thấy tự tin rằng mình đúng thì mình bấm chuông. Cho các loại thực phẩm sau đây: da gà, mỡ heo, dầu cá, phô mai, đậu nành rang, trái bơ. Hãy phân loại các thực phẩm trên theo hai nhóm chất béo ưu tiên và không ưu tiên sử dụng để tốt cho sức khỏe. Chỉ có 2 loại thôi. Từ 6 loại thực phẩm mà chương trình đã cung cấp cho chúng ta, thì theo các em, cái loại nào là chất béo ưu tiên sử dụng để tốt cho sức khỏe và cái loại nào không ưu tiên? À, anh thấy Nhung đã bấm trước rồi. Rồi bây giờ Nhung nói cho anh nghe nha. Ưu tiên dầu cá, phô mai, đậu nành rang, bơ. Không ưu tiên là da gà, mỡ heo. Tại sao em nghĩ như vậy? Theo em nghĩ thì dầu cá là nó chiết xuất từ cái cá tự nhiên thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Phô mai là chiết xuất từ sữa bò lên men. Đậu nành rang thì thường thì đậu nành tươi thì nó sẽ có nhiều độc tố hơn là khi mình rang lên. Rồi bơ thì là trái cây tốt cho sức khỏe hơn. Còn không ưu tiên là mỡ heo với lại da gà thì có nhiều cholesterol. À, đây là đáp án chưa chính xác. Hoanh có câu trả lời không? Hoanh bỏ. Rồi, ok, bỏ. Vậy thì cho anh xem thử cái đáp án của em. Theo em, cái nào là không ưu tiên? Là da gà anh. Da gà, còn dạ, tất cả mọi cái còn lại dạ, là ưu tiên đúng không? Dạ. Sai nhiều hơn bên đây nha. Rồi, Nhung dơ lên là anh xem. Ở đây Nhung nói dầu cá, phô mai, đậu nành rang, bơ là ưu tiên. Không ưu tiên là da gà với lại mỡ heo. Bây giờ nếu như em được sửa, em sẽ sửa cái nào? Em nghĩ em sửa đậu nành rang. Hoặc là ở đây, phô mai. Đó, phô mai mới là cái đáp án mà em đang đặt sai vị trí. Dạ. Các chất béo được ưu tiên sử dụng là chất béo có lợi cho sức khỏe. Thường những chất béo này có chứa trong trái bơ, đậu nành rang, dầu cá, dầu ô liu. Còn chất béo không ưu tiên sử dụng gồm các chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Thường có trong hầu hết các loại da và mỡ động vật. Trong các sản phẩm làm từ sữa như phô mai,
các loại dầu như dầu ca cao, dầu cọ. Các chất béo chuyển hóa là chất béo có hại nhất, thường chứa trong các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều lần. Các bạn vẫn còn cơ hội đặt cược phân nửa, và đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai gia đình. Chủ đề ẩm thực. À, thôi đặt cược phân nửa. Phân nửa, Hoanh. Dạ, em muốn phân nửa. Đó, trận cuối rồi. Rồi, có các từ khóa như sau: bánh, chè, cơm, bún, gỏi. Coi như là mình có 5 cái từ khóa nha. Bánh, chè, cơm, bún, gỏi. Hãy kể tên ít nhất 5 món đặc sản tương ứng với 5 từ khóa này. Nhớ nha, đặc sản nha. Một từ khóa các bạn có thể kể nhiều món cũng được, nhưng mà phải nói là ít nhất là có một món đặc sản trong đó. Liệt kê. Rồi, Nhung, nhanh dữ vậy hả? Để chờ Hoanh đi. Dạ dạ. Rồi, em đọc cho anh nghe đi. Bánh đậu xanh là đặc sản ở đâu? Hải Dương. Rồi, chè bà ba là đặc sản ở miền Tây. Miền Tây. À, cơm hến đặc sản ở Huế. À, bún bò Huế cũng ở Huế luôn. Trời ơi. Gỏi cá mai ở Nha Trang. Đúng không bà con? Chính xác. Mặc dù là mỗi một cái vùng miền này còn nhiều món đặc sản khác nữa. Dạ, hoặc là mỗi cái từ khóa này chúng ta có thể kể thêm rất là nhiều những cái món đặc sản khác nhau. Ví dụ nha, bánh mình có bánh chưng, bánh cốm Hà Nội nè, bánh tét có tỉnh miền Nam, bánh khọt ở Vũng Tàu, bánh pía Sóc Trăng, bánh đập Hội An. Chè thì có chè cốm ở Hà Nội nè, chè bột lọc heo quay ở Huế, chè bà ba, mà chè chuối bột bán, chè bưởi ở miền Nam. Cơm thì có cơm hến, cơm Âm Phủ ở Huế, cơm gà Tam Kỳ ở Quảng Nam. Bún mình có bún thang, bún chả, bún đậu mắm tôm Hà Nội, bún hến, bún bò ở Huế và còn nhiều những cái món bún khác. Gỏi ví dụ như là gỏi củ hủ dừa Bến Tre, gỏi cá trích ở Phú Quốc, gỏi sầu đâu ở An Giang, gỏi bồn bồn ở Cà Mau, gỏi măng cục ở Bình Dương, gỏi cá mai giống như em kể luôn. Đó, tất cả những từ khóa này em đều đã kể được ít nhất là một cái đặc sản vùng miền. Chúc mừng em. Chúng ta xem là điểm số của hai gia đình. Gia đình của Hoanh 6.000 điểm và gia đình của Ngọc Nhung 9.000 điểm. Chúc mừng gia đình của Nhung và mời hai em tiến lên phía trước. Chia tay gia đình của Hoanh tại đây. Mời gia đình của Nhung. Rồi, rồi vòng qua cho bà xã mình nè. Đó, chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Gia đình của Nhung đang ở đây bên chiếc cân vàng và sản phẩm của shop để sẵn sàng bên đó. Vấn đề là bây giờ để được bao nhiêu lên cái đầu cân bên kia để cân bằng với cái cân nặng của Nhung mà thôi. Mời em bắt đầu. À, rồi, lúc cán luôn. Trời ơi. Chúc mừng nhà mình nha. Và mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Thưa bà con, kết thúc chương trình hôm nay thì gia đình về ba là gia đình của Thúy An với 4 triệu đồng cùng với sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Hoanh giải thưởng là 6 triệu đồng cùng với sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhất, gia đình Ngọc Nhung giải thưởng 9 triệu đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia Vợ Tôi Là Số 1 hôm nay. Và đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau lúc 16:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con ơi, có vui không nào? Hey! Xin chào các gia đình thân mến đã đến đây tham gia chương trình này. Thật vui quá, trò chơi này rất hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.